tin đến từ bên phía của FaZe Clan. Tỷ số cực kỳ đậm tại map thi đấu đầu tiên cũng phần nào khiến cho FaZe Clan họ tự tin vào những tình huống đầu tay. 1 2 3, ui vâng, khinh công trong truyền thuyết là đây đúng không? Khinh công qua khu vực mini và bây giờ thì Alistair đấu súng hạ gục đi được một người. East đã nằm xuống, Liad cũng nằm xuống, còn lại với triệu Alistair. Vexai hạ gục được Carrigan nhưng Rope đã bỏ trườn và một mình Rope liệu có thể đủ để cứu về round thi đấu cho FaZe Clan hay không? C4 chưa được đặt và nó đang rơi ở một vị trí rất xấu dành cho Rope, đang rơi ở locker room ngay phía trên đầu Rope thôi. Có hai player của FlyQuest đang trực chờ outside, không còn ai cả. Rope hoàn toàn có thể di chuyển xuống từ khu vực B-Ram và hạ trái C4 này xuống kiếm về một chút lượng tiền dành cho bên phía FaZe Clan. Viễn cảnh vẽ ra thì cũng khá tươi đẹp, thì ít nhất thì vẫn hạ được C4. Tuy nhiên thì nó có lẽ cũng sẽ có nhiều vấn đề hơn như vậy. Và để xem là Rope có xử trí được không đây. Đã bắt đầu nghe tiếng đối phương rồi và điểm chỉ ngay lập tức từ Vexai. Bởi vì đuổi luôn theo thì rất nguy hiểm. Alistair đang là kê. Tiếp tục lại một lần nữa họ phải nhảy qua, nhưng lần này một khẩu M4S và thậm chí là có thêm cả Inscover. Rope. Ui. Ông đó là cú nhảy bắn với rớt ở trên tay. Và độ chính xác của nó vẫn là điểm 10 dành cho Rope. Nhặt được một khẩu MP9 về, những thứ vũ khí này không mấy giá trị, không cần phải giữ lại. Rope đang đi tìm kiếm thông tin. Alistair bắt đầu có những quan ngại, nhưng mà đó chỉ là khu vực Bira mà thôi. Nhảy xuống và lộ tiếng rồi. Alistair về đến nơi thì bom sai B cũng đã bị chiếm đóng bởi các thành viên của FaZe Clan. Xong rồi, với việc găm được người xuống khu vực ven từ quá sớm như thế này, mọi chuyện đang trở nên khó khăn. Frozen lại còn chỗ thấy độ chính xác của mình. Rope cũng đem về mạng hạ gục. Những Carrigan trong một turn đi flank không lấy về được mạng nào cả. Round thi đấu chiến thắng thì chắc chắn sẽ có cho bên phía FaZe Clan mà thôi. Nó không chạy đi đâu được bởi vì FlyQuest chắc chắn họ muốn xếp lại những lượng súng ống này. Không có cái cơ không hội có lý nào do gì để đi bắt đúng không? Nếu mà đi bắt súng của FaZe Clan thì tôi nghĩ là FlyQuest họ phải can đảm lắm. Đó là GZ Sport thì cũng mới kết thúc cách đây ít lâu, nhưng cũng chỉ là map đầu tiên thôi. Đúng vậy. Và tạm thời thì GZ Sport vừa lấy dẫn trước 1-0. Kết quả không quá bất ngờ. Tuy nhiên thì trong trận chiều đó chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ xem, để biết đâu anh ta có thể có tỷ số là 1-1. Còn ở trong trận thi đấu này thì sao? FaZe Clan họ vẫn đang thi đấu quá lấn lướt trước các đơn vị của FlyQuest. Vexai đã ra đi. Và trong round thi đấu này thì họ là đội tuyển mà họ giữ lại 3 súng của round thi đấu trước, chứ chưa 3 gì cả. Dexter có vẻ là người duy nhất được nổ súng chăng? Frozen thì vừa bắt được Liad khi Liad thậm chí còn chưa hoài may có hiểu chuyện gì xảy ra. Double kill đã có cho Dexter, Alistair cầm được Carrigan. Như vậy là những cơ hội dành cho FlyQuest nó lại thắp sáng lên rồi, khi mà lợi thế hơn người đang dành cho họ. Như vậy là đi. Chắc chắn là đi rồi. Còn một cái cơ hội nào? Nguyên đang ở vị trí quỷ gì thế này? Carrigan cũng đang ở vị trí quỷ gì thế này? Carrigan ở giữa bom sai A, nhưng Carrigan không đem lại được điều gì. Trong khi đó Brookie hạ gục Dexter và Rope có cho mình cái mạng của Inns. Rain đang đứng ngay dưới chân các thành viên của FlyQuest. Di chuyển một đúng kiểu thần không biết quỷ không hay. FaZe họ vẫn đang làm chủ tình hình, nhưng bây giờ thì giữa Alistair định là check nhưng bị Rope đấm mồm ngay. Thí sinh tiếp theo đó là Liad. Và cảm giác như cái viễn cảnh nó cũng không tươi sáng nào mấy cho FlyQuest thì phải. Họ rất chật vật, họ có pistol, họ có second round, nhưng từ đấy là họ tắt đèn luôn. Đuối nước, giáp nhưng họ vẫn phải từ tốn thôi. Sức mạnh của những khẩu Deagle cũng như là 5-7 ở tầm gần không thể coi thường được. Viên đạn chính xác của Liad hạ gục đi một chiếc Carrigan và Brookie. Frozen mỗi người có một rồi. Liad vào làn khói, nhưng mà lần qua thì đã bị Rope bắt gặp và còn lại một mình đã chịu Inns mà thôi. Nhanh quá. Vượt qua được Brookie và đó là 4 dành cho đối phương. Rain móc lên tận Heaven rồi. Đối phương còn đang trồng mông Nico, góc Nico. Vâng, Rain bắn trượt. Không. Trên tay Rain là một khẩu AK chứ không phải là một khẩu Nico. Rain bắn không trượt. Không trượt được một nhát nào, đó là hai tình huống headshot. Đem lại quá nhiều giá trị dành cho bên phía FaZe Clan. Họ hơn về người. Liad và Alistair đều đang yếu máu rồi, nhưng Alistair đang có một tuần đẩy rất cục. Bắt lại được quả C4.
và chiếm quyền kiểm soát ở khu vực lobby đối phương. Lộ tay tiếp tục là mạng dành cho Alistair. Lợi thế về người đã có dành cho FlyQuest. Bây giờ là 2v3, In đang ở phía sau, Liat bị móc lại. FaZe Clan vẫn đang gặp khó, cần phải bớ được một người trước đã và anh ta bớ được Alistair. Bây giờ còn vị trí của In, có vẻ như cũng biết được điều gì đó rồi. Brokey chưa chết và Frozen xử lý xong. Tình huống mà Alistair đi móc thì hai player còn lại của FaZe Clan họ rất thực dụng. Họ vào B đặt C4 cơ. Không việc gì phải đi đấu ở đây cả. Dexter về với khẩu ốp trên tay mà không làm được đấy từ Dexter, nhưng Vexa hạ cũng đi vị trí của Ren. Frozen đối phương yếu máu cả hai, và Frozen chơi đùa với tình cảm của hai player bên phía. Rocky đặt bom ở một góc kín, và bây giờ Frozen lại là con quái vật. Frozen 4 player bên phía của FlyQuest và chỉ có một người vòng sau mà thôi. Rocky đang trốn vào trong góc tối và Ren thì đang là cường skill ở giữa đường. Ren sẽ có mấy đây, Brookie đang hỗ trợ, bắn yếu đi vị trí của Dexter. Brookie lộ vị trí nhưng Ren, Frozen mỗi người làm một, Ren hạ luôn cả Dexter. Alistair bò về chưa kịp đến nơi thì ba người đồng đội về từ khu Miram chết hết cả rồi. Alistair sẽ cất khẩu ốp của mình đi. Yêu đó. Nào, đây rồi, một chút le lói hy vọng. Cáu. Nhưng mà y cũng chỉ được một mạng mà thôi, sau đó cũng ngã xuống luôn. Alistair, Alistair chưa được mạng nào cả. Bây giờ thì Dexter cũng một cũng đã phải đi. Alistair hỏi ta đã thi đấu khá tốt trong hai trận thi đấu, trong hai map. À đâu, chính xác là trận thi đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ Alistair thì đang gần như đang mất dạng. Có vẻ như gặp FaZe Clan là một đối thủ khó hơn rất nhiều so với cả những đội tuyển trước đó. Và hai Vestai khi Vestai có mạng của Rope. Còn đối với bên phía FlyQuest đó là một sự đầu tư 3 chiếc giáp 1 và rất nhiều flash để có thể tăng vào trong cục bom sai. Đấu súng Rookie đang để thua nhưng Ren và Frozen mỗi người một đầu rồi. Nào, who next? Hai người ở trên Heaven đó. Đoán sao được nhỉ? Chưa biết là đoán kiểu gì đấy. Bắn yếu một thì người còn lại sẽ thành cả Alistair. Pop một phát vào mồm luôn, không nghĩ nhiều. Rốt bạ cũng đi với chị Uliad. Còn lại mình Vexai 15 máu, bắn chân thôi. Bắn vào chân thôi. Vexai ba mạng rồi. Một phát mồm rốt này. Rốt không cần bắn vào mồm thì không khác gì là tự thua luôn. Là lúc ý để đối phương một phát 12 luôn. Đúng vậy. Và không bay thì cũng là đầu hàng luôn. Để đối phương lên được 11 trong khi mình mới có cầm dao chạy bằng học khinh công. Nhưng mà đối phương chỉ toàn súng lục thôi. DE thì còn cơ hội hy vọng, chứ những khẩu súng này thì rất khó. Hoặc là phải vào những góc thi đấu thực sự đẹp. Nào, Dexter. Round thi đấu mà đội có FlyQuest họ đánh tổng lực đi đâu cũng được. Nào, đánh tổng lực đi đâu cũng được này. Frozen với Rope đã hạ gục hai mạng của đối phương. Nhưng vấn đề là người khác đã nằm xuống và Carrigan về tới nơi. Anh Carrigan ơi, cũng vậy thôi. Vâng, không làm được thêm gì cả. Hai player này cần phải cố gắng tương trợ lẫn nhau thôi. Đối phương có đồ chắc chắn sẽ ném vào khu vực thùng default. Và Rope đã dính trưởng 9 HP thôi, bye bye rồi. Không đỡ được. Carrigan đã quay xuống. Brokey mở cửa. Hiện tại có thể thấy rằng Carrigan vẫn đang sống tốt. Brokey vẫn ở đây. Chúng ta cũng chưa thể nói trước được bất kỳ điều gì cả. 16 tay còn lại, Inz có 1, Inz làm đôi. Như này thì sẽ là 8-11 dành cho đội của FlyQuest. Tôi không tin là FaZe Clan có thể clutch được pha nhau này. Và Ren, đấy. Như vậy niềm tin của tôi đã là đúng chỗ. Chết nhóc thuộc về FlyQuest. Hết đạn không. Thì có thể là FaZe Clan họ sẽ muốn trận đấu này dài hơn, để những cái tên, những cái thương hiệu của FaZe Clan nó lại đến được với nhiều người hơn. Dù sao thì trêu đùa FlyQuest tí cũng hoàn toàn có thể làm được với khả năng của FaZe Clan. Á quân bây giờ mà trêu, họ trêu đùa với cả trái tim của viewer luôn đấy. Vâng, trêu xong thua 13-11 và sau đó là thua luôn map sau. Và từ từ đã, hold on. Vâng, 2v2, 2v1, Alistair nằm xuống 1v1 dành cho Rob. Inz, ui, Rob đang có một viên đạn chính xác vào đầu Inz và 11 máu. Đặt đi. Ok, smoke cho đặt. Đặt không, không đặt đến từ vị trí của In, rất cứng, rất lầy, rất lì đến từ In.
kể từ bây giờ cho đến bây giờ. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn sẽ là một cơ hội cho FaZe Clan này. Họ đã throw quá sâu rồi, họ để đối phương liên thông 7 round. Và nếu họ để FlyQuest có thể gỡ qua 11 đều thì tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể là văng luôn cả cái trận thi đấu này, chứ không chỉ là một vài round thi đấu như chúng ta thấy đâu. GuySpot cũng đang bắn với Heroic cũng đang khá là cân. Và để cùng xem là liệu FaZe Clan có thể xử lý sớm hay không đây. Frozen phải về A rồi, Frozen phải về A rồi. Một Frozen kê gần và đó là một kill. Ship cho anh một bát carry nhiều gần. Carry 12-10. FaZe Clan có lẽ họ muốn kết thúc map thi đấu này ở đây, nhưng FlyQuest nói không. Frozen hạ cũng đi với chị Goliath. Frozen và Ren, Brookie hạ cũng đi với chị Inz. Và Dexter không thể vượt qua với khẩu ốp ở trên tay. 13-10 rồi cho FaZe Clan. Vất vả, mồ hôi hột.